Mèo Ben rất thích nhìn các bạn trong khu rừng bơi lội à, trong hồ nước. À, mỗi khi mà các bạn vui vẻ vùng vẫy, Ben lại ao ước được thỏa thích bơi như thế. Nhưng Ben có một nỗi sợ lớn là sợ bị chìm trong nước. Chính vì vậy, mỗi khi được ba đưa đến hồ, Ben chỉ dám bám chặt lấy ba không dám chạm vào nước càng không đủ can đảm để tham gia học bơi cùng các bạn. Một ngày nọ, thầy voi, người dạy bơi nổi tiếng trong trường, thấy Ben cứ lưỡng lự mãi ở bờ hồ. Liền đến gần và hỏi, Ben, con có vẻ rất thích bơi nội, tại sao con không thử học bơi cùng các bạn? Ben e ngại đáp, thưa thầy voi, con rất muốn bơi, nhưng con sợ bị chìm con không đủ can đảm để rời khỏi ba và chạm vào nước. Thầy voi mỉm cười hiền hậu nói, Ben à, ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Nhưng nếu con không thử vượt qua nỗi sợ ấy, con sẽ không bao giờ biết được mình có thể làm được những gì. Bơi lội không chỉ là một môn thể thao quy nhộn, mà còn là một kỹ năng quan trọng để giúp con tự tin và mạnh mẽ hơn thầy voi tiếp tục lần đầu tiên ai cũng sợ nước kể cả thầy khi còn nhỏ nhưng thầy đã học được cách tự ừ, tin tưởng vào bản thân và dần dần thầy thấy mình có thể bơi giỏi được như vậy hãy ấy bắt đầu từ những bước nhỏ thầy sẽ luôn ở bên cạnh để hướng dẫn và giúp đỡ con đừng lo nếu con không tự bỏ cuộc con sẽ sớm bơi giỏi như các bạn thôi. Ben nghe lời thầy voi, cảm thấy yên tâm hơn. Lần này Ben thử chạm vào nước, từng chút một. Với sự động viên của thầy voi và ba, Ben dần dần thả lỏng, không còn quá sợ hãi. Dù ban đầu còn ngập ngừng, nhưng với sự kiên nhẫn và quyết tâm, Ben bắt đầu học được cách bơi. Ngày qua ngày, ben tự tin hơn trong nước không còn bám lấy ba nữa chú mèo nhỏ dần yêu thích bơi lội và cảm thấy tự hào khi có thể bơi cùng các bạn trong hồ bé nhận ra rằng đôi khi chỉ cần một chút dũng cảm và sự kiên nhẫn con có thể vượt qua sợ hãi của mình và làm được những điều mà con tự nghĩ là không thể